Halo? À, có rồi đúng không? Em nhận rồi. Đấy, đấy. Lúc á, lúc nó đang chuẩn chuẩn về. Nó đang gửi về đấy. Trên mạng nó cũng có cái bản gốc nhưng mà mình cứ làm đi. Như vậy. Làm gấp đi, cứ chuẩn bị hồi ấy hồ sơ có rồi thì làm chuẩn sẵn đi. Cái gì đâu. Thì cứ làm sẵn đi, đợi nó ra thôi, hiểu không? Nó đang chuyển hồ sơ bản gốc này, nó chắc nó chuyển theo đường công văn thôi, nhưng mà ý là mình phải làm trước đi. Lúc nó có cái mình làm luôn chứ, người ngồi mình phải đứng nhận nó cần gấp, chứ anh hiểu chưa không? Không, cái này là sếp mới cần, nó cần gấp ấy, chỉ phải làm cho em luôn đấy, ngồi mà đợi không được đâu, hiểu không? Sếp đang dùng cái này đấy. Được rồi, để về, để chiều chiều em mang hỏi sếp cho nhé. Thank you.
Ơi, hình như là có quyết định rồi đúng không chị? Quyết định đúng không? Dạ đúng rồi chị ạ. À, chị gửi cho em cái bản gốc chưa? Đây này em chạy. À, gửi à? Gửi bản gốc đúng không? À, em gọi ở cái gì để em ấy để chắc được 1-2 phút nữa được không? Chị nhá. Cảm ơn chị nhé. Tiến à? Cái đấy quyết định này nó gửi ra được công văn này chị, nhưng mà ý là bây giờ mình phải làm trước cái đấy chị. Không thể có rồi. À không thể, bây giờ theo cái quy định mới này thì có không thể đâu. Nó chỉ có cái này một nữa. Dạ.
trong thẻ nó theo cái 13 mới nó không có chị ơi. Không, nên là 10 quan trong vẫn đừng thể là theo cái 13 mới là nó không có không sử dụng á, không phải làm á. Là cái, à, cái phương án cái mà có cái đấy có. Ừ. Rồi. Chính hết không ạ?